Bạn tên là gì? Em tên là Võ Minh Thiện. Võ Minh Thiện. Dạ. À, đang làm nghề gì Thiện? Dạ, em đang làm ở phòng kinh doanh của một công ty bán nước nước khoáng. Bao nhiêu tuổi? Em không có nói, không có nói, không có 30, nói 30, 30, 30, 30. À, 30. 30. Em tên gì? Dạ, em tên Mai. Năm nay bao nhiêu năm tuổi? Năm nay em 31 tuổi. 31, tên Mai. Mai hiện giờ đang làm công việc gì ở đâu nè? Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng. Mà tuổi này là cũng lớn rồi ha, mà chưa có gia đình ha. Dạ. Mình có bạn trai chưa? Trước thì có rồi, nhưng mà bây giờ thì chưa chị. Chia tay cách đây bao lâu rồi? Cũng hơn năm rồi chị. À, trong một năm vừa qua mình không có tìm được người nào ưng ý hả? Dạ chưa chị. Dạ. Hôm nay nhờ chương trình ha. Dạ. À, vậy nguyện vọng của bạn đến với chương trình, bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Em mong muốn một người bạn trai về ngoại hình thì cao hơn từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Dạ. Thân hình bình thường, không có bụng bự rồi không có gầy quá. À. Dạ. Sao ai cũng không thích đàn ông bụng bự là vì sao vậy ha? Chắc tại người ta nói là vòng 2 thì to thì lo so thì nhỏ. Hả? Cái gì, cái gì? Cái gì nói nghe, tôi nghe lại coi. Cái gì mà nhỏ? Cái vụ này mới nghe nha. Cái gì các tựa? Tạ nha, là sao? Em đâu có cái lò xo rồi đâu. Các bạn có khó tính quá không? Bạn có kén chọn quá không hay sao mà vẫn không tìm được cái người mà mình muốn? Không khó tính lắm, nhưng mà cái người mà em muốn tìm cùng quan điểm của mình á, thì tức là em thích một người đàn ông mà có suy nghĩ nó thoáng một chút. Đại loại như là đừng có đòi hỏi bạn gái mình là phải trinh tiết khi còn tới với mình chẳng hạn như vậy. Nói chung là nó hiện đại một chút. Dạ, hiện đại một chút. Anh Linh, nó quay về cái vấn đề nãy giờ anh em mình bàn là hiện đại hay là cổ điển đó anh Linh. Bạn thích một người phụ nữ hiện đại hay là một người phụ nữ truyền thống? Em nghĩ cái sự kết hợp hài hòa thì nó tốt hơn. Thí dụ như là một người vợ truyền thống ở cho gia đình trong nhà, nhưng mà mình khi đi ra ngoài ok mình có thể thoáng chút xíu. Tôi thấy người phụ nữ bên kia là hơi hiện đại chút xíu, cũng thoáng chút xíu khi mà bạn nêu vấn đề là vòng hai to thì vòng lò xo nhỏ gì đó ha. Tôi xin hỏi bạn nữ bên kia, nếu như bạn phát hiện bạn trai của bạn đã từng sống thử. Dạ. Thì bạn tính sao? Em không có tính sao hết, tại vì em chỉ quan trọng là hiện tại của anh ấy như thế nào thôi, và anh ấy có thật lòng tới với mình hay không. Rồi bạn nam, nếu bạn phát hiện ra bạn nữ bạn đã từng sống thử, nếu như mà thoáng nghe liền một cái thì đương nhiên là mình sẽ cảm thấy khó chịu, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà mình có thể là bình tĩnh và suy xét lại nó như thế nào để mà đánh giá cho nó chính xác nhất có thể, rồi từ đó mới đưa ra quyết định, chứ mình không vội vàng à, cô sống thử vậy tôi không đồng ý. Vì em lại không như vậy. Nhưng mà phải khó chịu đầu tiên đúng không? Hơi sốc đúng không? Đương nhiên rồi, đương nhiên mình phải sốc rồi. Ai cũng muốn em là số 1 của anh, ví dụ em là duy nhất của anh, ví dụ vậy. Hồi nãy giờ mình trao đổi rất là thẳng thắn với nhau về những cái vấn đề quan điểm về cuộc sống, về sống thử, về hôn nhân vân vân. Bây giờ chị muốn nghiêng một cái hướng khác. Chị muốn nói về vấn đề con cái. Dạ. Tại vì ở tuổi của mình là đã lớn rồi. Chị nghĩ phụ nữ mà sau 30 mà chưa có sinh con thì nó cũng là một cái vấn đề. Và em có nghĩ như thế nào về vấn đề con cái của mình? Em thì trước thì em có suy nghĩ là nếu như mà tới 33 tuổi mà em không có tìm được một người phù hợp và có chung cái quan điểm hoặc là nói chung là cái hợp với mình thì em nghĩ là em sẽ sinh con, tức là làm mẹ đơn thân đó chị. Em có tìm hiểu kỹ về vấn đề này chưa? Bởi vì nếu mà một mình thì đứa trẻ nó cũng có rất là nhiều cái sự thiệt thòi đáng kể. Em đã nghĩ đến cái vấn đề đó chưa? Dạ có, em có tìm hiểu và cũng có đọc một số thông tin. Em cũng biết là nếu như mình sinh nó ra mà không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ thì rất là tội nghiệp cho đứa bé. Thì bởi vậy nên hôm nay em mới quyết định tới đây. À, dạ. Có nghĩa là bây giờ là quyết chí là phải lấy cho bằng được chồng, đúng dạ, không? Dạ. Cái tiêu chí của bạn về một người bạn gái như thế nào? Thật sự là em cũng thích có một cái cô bạn gái á, là một chút xíu truyền thống. Nhưng mà cộng thêm là có một tí cá tính nữa. Bạn bên kia là đủ rồi đó, bạn kia rất là bản lĩnh đó. Nhưng mà về ngoại hình bạn thích thế nào? Cũng tương đối thôi, thì em thì như thế này thì mình cũng không có dám đòi hỏi gì cao. Thì cứ em ba dòng vậy thì bạn gái em ba dòng cũng giống vậy cũng được. Nhưng mà cái dòng 2 bớt 10 phân vậy thôi. Này á, tôi phải coi. Chào chị. Tại vì á, đối với chương trình ngày hôm nay đó, thì cái cô bạn nữ ngồi kế bên đây rất là có thiện cảm với riêng chị, nên chị phải nhảy qua bên đây để chị nhìn cái mặt của bạn trước để mình xem như thế nào. Và mình nghĩ rằng nếu mà có thể kết hợp được thì đây là một cặp rất là chín chắn. Về ngoại hình là chị thấy hai người xứng luôn đó. Hy vọng là chị nhận xét không sai, và chị qua đây chị về chị sẽ nói tốt cho nó. Ok, rất là cảm ơn chị. Rất là được. Chị không có nói nhiều, chị thấy rất là được. Chị chỉ nói đơn giản, ngắn gọn, rất được. Sao mắt của Cát Tường á, rất là tinh tường.
tới bây giờ cũng chưa có chồng đó. Giờ đến nhìn được coi sao. Chính vì nhìn tin tường quá mới không có chọn được. Đúng ai đó. Đó Linh à. Nhìn nó khó quá thì chưa có. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Ê Quỳnh Linh xin lỗi, chào bạn. Chào bạn. Dạ. À, Cát Tường đúng là có con mắt tin tường. Anh nghĩ rằng là cái tư tưởng của em thì quá thoáng không hay là nói một cách theo như mình nghĩ á, là nó hơi thoáng thôi chứ không phải là quá thoáng. Dạ. Nhưng thật sự là có thoáng. Dạ. Đúng không? Dạ em biết mà. Nhưng mà mình nói nghe nè. À, sau cái buổi hẹn hò này ha, thì chắc là Thiện có thể mời Mai á, mình đi uống cà phê này nọ, nói chuyện thêm được không? Dạ đồng ý không? Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý chuyện này đúng không? Dạ. Rồi à, chắc cho bấm đi rồi anh Linh. Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ nhấn nút để hẹn hò với nhau và ngược lại. Một, hai, ba. Bạn tên gì? Dạ em tên Tâm Ái. Tâm Ái. Tâm Ái hả? Dạ. Tên đẹp quá nha. À, bạn nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi, mình đang làm nghề gì? Dạ em bán quần áo phụ kiện thời trang cho bạn nữ ở trên các mạng xã hội đó chị. Dạ em tên Thái Bình, 28 tuổi. Thái Bình. Dạ. À hai cái tên này hay nha. Hay à. Một bên Tâm Ái, một bên Thái Bình. Bạn làm nghề gì? Em là bên xuất nhập khẩu. Bên đây có đặc điểm là nổi bật nhất là súng răng á. Cái gì? Súng răng. Đó bạn súng răng anh ơi. Ưu điểm của bạn là gì? Em nói nhược điểm của em nha. Ừ. Nhược điểm của em là nhát gái. Mà ưu điểm của em là cư gái. Cái gì? Ủa là sao kỳ vậy? Vì mà em thì nhát gái thiệt. Nhưng mà khi mà cái người nào mà em đã thấy em chọn thì em chắc chắn em sẽ cưa cho dính. Hồi đó giờ bạn cưa được mấy người rồi? Dạ hai người. Hai người? Dạ. Lý do tại sao cưa rồi ngã rồi lại đổ luôn? Đổ luôn rồi quên kéo lên là sao chìm luôn. Nói chung là hết duyên. Ái thì trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Cũng hết duyên nên chia tay luôn rồi. Dạ em thì không hợp. Không phải hợp. Hết duyên không. Tại sao không hợp? Quen bao lâu mới biết không hợp? Dạ gần đây nhất là em quen 3 năm. Với lại em rất là tự ti về ngoại hình. Có thấy mình dư ký không? Dạ có. Cái điểm đó chị nghĩ mình có thể khắc phục được. Dạ nhưng mà đa phần là gặp mấy bạn trai á, ngay từ lần đầu gặp đầu tiên là thấy cho mình đập vô mặt mình là thấy tự ti rồi. Mình chưa khắc phục được gì hết đó chị. Thế sau khi chia tay với bạn đó đến giờ thì mình vẫn chưa tìm được một người nào hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Em mong muốn cái người bạn trai của mình, cái mẫu người lý tưởng về chiều cao, cân nặng bên ngoài của bạn trai mình như thế nào? Em thì không đặt nặng về vấn đề ngoại hình, tuy nhiên là em cũng muốn cao bằng em hoặc hơn một tí. Ừ. Tại thấp quá mà em đi giày cao thì nhìn cũng tội cho bạn ấy. Chắc là phải đô con một tí. Đô con là gì nữa? Thích thể thao. Tại sao bạn thích đô con? Dạ tại vì em cũng không có nhỏ mà bạn ấy nhỏ nữa thì nhìn đi giống số 10 anh ơi. Tiêu chí của bạn tìm người yêu hình dáng thế nào, cụ thể thế nào? Em thì đơn giản lắm. Cứ người yêu dễ thương. Với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt. Hả? Sao vậy? Thì em đâu biết nhậu đâu, nhiều khi đi chơi bạn bè rồi có bạn gái mà biết nhậu đỡ với mình hơn. Mà chị nói cho nghe nha, thường mà nhậu là hay bụng bự lắm đó, rồi em có thích bạn gái mình bụng bự tại nhậu không? Nhiều khi đi nhậu bụng bự rồi cho tập thể dục là hết bự rồi chưa? Chúng ta sẽ xem mặt thử coi như thế nào ha. Rồi tôi sẽ thông báo với bạn. Để coi bên đây. Chào anh. Chào bạn. Sao vậy? Tròn tròn, mũm mầm mỉm. Bên kia cũng tròn tròn, mập 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 mập, bụng bự bự. Em không thích gì về người bạn trai của mình nè. Không thích. Em không thích bạn ấy nhậu, buồn nhậu với lại những người đàn ông yếu đuối ấy chị. Bạn có hay nhậu không vậy? Dạ không, em không biết hút thuốc, không biết nhậu. Không biết thuốc cũng nhậu luôn. Dạ. Rồi gì nữa không? Bụng bự. Tại sao không thích bụng bự? Bụng hơi bự nha. Bụng dạ. Mình đâu có nhỏ đâu mà thích người ta không thích ta. Nhưng mà đàn ông bụng bự thì cái khác nó bị yếu á chị. Yếu gì? Yếu gì? Yếu gì để từ từ em tìm hiểu sao. Hả? Mà nói cụ thể đại đi. Dạ thường người ta nói đàn ông mà bụng bự thì sinh lý yếu. Chưa biết em ơi. Chưa biết em ơi. Quay quay cái bụng coi, quay cái bụng coi. Nó bự lắm đâu chị. Ốp đồ đó. Bây giờ bụng bạn có bự không? Cũng tạm tạm. Quay qua tôi nhìn mặt coi, cái gì mà tôi nhìn làm mai làm mối mà cứ quay mặt bên kia không, sao tôi về tôi biết được. Tôi nói được. Bên đây hơi dư ký lô quá, bạn có ngại không?
Không có gì. Thì có gì đi tập thể thao với em thôi. Ok, vậy được ha. Dạ. Thoáng lên miễn là tánh tình dễ thương không? Dạ đúng rồi. Tình hợp lý là được rồi ha. Dạ. Rồi, thấy cũng được đó. Em có thường hay đi chơi bạn bè, đi xem phim hay là cà phê được không? Em thì không thích tụ tập bạn bè, đa phần là em chỉ chọn một người bạn thân nhất để mình đi thôi. À. Nếu mà cuối tuần mà em có rảnh á thì có thể đi xem phim với anh. Rủi như hai người đang đi coi phim rồi đây trúng gió xỉu rồi có ẩm nổi không? Cố gắng kìa. Ở dưới quê mặn lúa thì khiêng lúa nổi mà chứ mà bồ thì không nổi. Không, mà này đô con lắm à, thấy có đùi kìa, ghê chưa, tai luôn. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em rất là thích đi du lịch. Rồi từng ngày mình xem phim từ sau về quê anh? Rồi tuần sau nói làm gì anh? Thì tuần sau rồi tính tiếp. Anh cứ alo là em lên đồ là đi ngay. Rồi, ok. Cái này mà dân gian người ta nói là chịu đèn nè. Đúng không? Alo lên đồ lên ngay đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái giây phút quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra sau nút. 1 2 3. Tôi khỏi nhìn, tôi cũng biết là nhấn nút rồi. Có thể cổng bằng này nổi không? Dạ nổi. Tao cổng thử coi. Dạ cổng đi xuống thôi. Thôi cổng thử coi. Để sao tính sao đi anh. Tính sao.